愁无虑却总不太多，前行望见落雨并交错，随人和事各种风波，求平静过有那些出错，无常离合说不出痛楚，曾成就去是便非想不要，仍然从未变改真我，每片热爱珍惜过，每个幻变已想不到魔，仿似欢呼声内里埋藏真相与苦泪，坚信世间总会留低因果，我永是我一生走过，这信念里我的心似火，黑暗当中找突破，任凭风雪再飘荡，因你始终相信体谅我。Đừng là mẫu nha, tất cả mà bỏ xuống xuống. Bỏ anh xuống, anh chạy không thoát đâu. Không tin là tôi thủ tiêu anh hả? Buông anh ra. Ê, để lên đi, làm gì đây? Làm giữ vậy, làm giữ vậy, ra đi. Ê, mau, lên ra. Làm gì đây? Mau lên, đi, mau lên ngoài. Mau lên, ra ngoài. Thủ được cho anh, hết chuyện. Sếp à, họ có con tin trong tay, làm sao đây? À, tôi biết làm sao rồi. Đi đi, đi mau, mau, đi. Thằng này ở tù, kéo tù nhắc rồi. Đi đi, sếp rồi, đừng có gì mà sếp. Sếp ai à, sếp gì vậy mà? Sếp ai, buông ra đi. Đừng vậy mà, bình tĩnh chút đi. Nè, tỉnh nè, bình tĩnh đi. Anh Ngộ, tên này xử lý ra sao? Anh em thích sao thì làm đi. Vô đi. Chờ chút thôi nha. Chưa lại cái mạng của nó không chừng xài tới đó. Mai mốt chơi xài nó cũng chưa muộn. Được rồi anh Ngộ. Chú Thầy, cái gì tới tay chưa? Dạ chưa. Nhưng mà chú Thầy, đừng nói chuyện như thường. Thường ngày tôi đối xử với anh ra sao? Dạy anh kiểu nào? Muốn trả ơn tôi thì phải có lần này. Tôi biết. Tôi với anh em cho dù sát cái mạng này cũng nhất định kiếm lại cái dĩa từ. Vậy sao còn không mau đi? Lập tức đi kiếm cái dĩa cho tôi. Bỏ ma thằng Phương. Tao biểu mày đi mau, nhất định phải sớm hơn bộ cảnh sát. Các người làm gì vậy? Tôi kiếm ông chủ. Hả? Ông chủ à? À, ông chủ à, cậu hai họ. Quay sang, còn làm cái gì đi? Anh Thái, bây giờ chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan tới vụ Nguyễn Gia Huệ bị giết. Định mời ông về giúp việc điều tra. Còn làm gì đi hả? Ông phải rõ ràng hơn tôi. Vì rồi tôi đã nói rõ ràng lắm rồi. Bà thì không hiểu. Người này bà không biết mà. Nói chết mắt mới gì tới bà. Chuyện này phải hỏi ông mới biết được. Quay sang, ba thì không biết thưởng thức cách nói chuyện của con. Còn có một việc ông không biết thưởng thức đâu. Đó là tôi phân rõ công từ. Ông Thái, xe của chúng tôi đang chờ bên ngoài. Các vị thiệt đã hiểu lầm rồi. Tôi nghĩ kẻ hiểu lầm là ông thôi. Xin mời. Nói, ông và ông Thái có phải có kỷ lục phạm tội không?
Hễ, nói chuyện cẩn thận nha. Tôi là một luật sư trứ danh, còn ông Âu Dương Thái là một nhà thương gia trứ danh. Ông lâu nay không có làm ăn bậy bạ gì đâu. Chuyện gì hắn dòng chúng ta đều hiểu mà. Có phải là Âu Dương Thái biểu ông liên lạc với Nguyễn Gia Huệ hay không? Xin lỗi, lâu nay tôi chưa hề nghe qua tên này, và cũng không quen biết người này. Không quen biết làm bộ hả? Ông nghe kỹ đi. Cô Huệ, chúng tôi nghĩ chúng ta đừng có phí thời giờ nữa. Cô nói đi, chúng ta làm sao giao dịch đây? Đúng là luật sư mà biết tranh thủ thì giờ nói chuyện. Ông nghe nha, 11 giờ sáng nay ông đem 20 triệu tiền mặt tới thương xá Lạc Phú trước cửa ngân hàng Tín Nghiệp. Ông nhớ đó. Chuyện đó tôi sẽ nói ông phải làm sao. Ở thương xá Lạc Phú hả? Tôi nghĩ hai người trong cùng ban này chắc không rõ ràng chứ. Cái người đàn ông đó là tôi. Còn người con gái? Là một người con gái họ Nguyễn. Chị nhận rồi hả? Có vấn đề gì? Vivian chính là Nguyễn Gia Huệ. Trong cuộn băng ghi âm này nghe rõ ràng ông với cổ đã hẹn giờ giấc địa điểm, cổ đã làm theo và đã bị người ta giết chết. Rõ ràng ông dụ cổ đến để cho người ta giết cổ. Có phải là con người sai khiến ông không? Có phải là Âu Dương Thái không? Thiệt lạ đời, các người cứ khăng khăng nói là ông Âu Dương Thái làm. Ông là người có tài tiếng mà, cần gì phải làm chuyện này chứ? Không sai, hôm đó tôi đã có hẹn với một cô Hồ Nguyễn. Ông còn muốn giở trò? Ở Hồng Kông này con gái Hồ Nguyễn thiếu gì? Cái cô gái mà tôi hẹn tên là Sandy, chứ không phải là Vivian. Trong cuộn băng rõ ràng lắm rồi, ông đừng có giở trò. Ở trong cuộn băng không có nói cổ là Vivian chứ không phải là Sandy đâu. Hai vị đại trinh thám, tôi nghĩ là cho dù đem cuộn băng này ra tòa thì quan tòa cũng nghĩ là cuộn băng này vô dụng thôi. Ông nửa câu giờ nữa, ông đã bắt anh Thông đi đâu rồi? Anh đã bị người ta bắt đi sao? Vì chuyện gì? Ông giả đồ không biết hả? Tôi thiệt không biết gì hết đâu. Vì chuyện gì mà ông mời tôi về đây tôi cũng không hay biết. Như vậy ông có quan hệ gì với Vivian? Tại sao cho người giết cổ? Cả người bị chết lại tôi cũng không biết. Chỉ là tôi nghĩ đất Hồng Kông chắc có nhiều người biết tôi là một nhà thương gia đàng hoàng, là một nhà từ thiện gia. Khi không nói tôi có liên quan tới một người bị chết thì là khó hiểu quá đi. Làm ơn ông đừng có đóng kịch nữa. Ông còn phải hại bao nhiêu người nữa thì mới chịu rút tay? Lâu nay tôi không có hại ai. Những việc làm của tôi đều là những việc từ thiện. Tôi nghĩ những việc từ thiện mà tôi làm nhiều hơn là trộm cướp mà bấy nhiêu năm nay anh đã bắt. Tôi thì không cần thiết phải làm cái chuyện này. Cindy đang ở sở câu lưu, cô Thanh thì đang bị tù, anh Thông thì bị ông bắt đi. Ông làm như vậy thì làm bao nhiêu việc từ thiện cũng vô dụng thôi, nhà từ thiện gia. Đủ rồi Wilson. Đừng nói là cha vợ này dạy khôn anh nha. Anh là cảnh sát thì phải cố gắng đi xét án. Không phải thấy hứng rồi bắt người cha vợ về nói là ông có tội, rồi bắt ông đi gánh tội. Hơn nữa đất Hồng Kông này là nơi có luật pháp, việc gì cũng phải nói chứng cứ. Anh nói có tội là có tội hay sao? Âu Dương Thái, tôi nhất định sẽ kiếm ra chứng cứ để buộc tội ông mà. Anh nhất định là vì chuyện của Cindy bị đả kích quá độ. Về hết bài rồi. 4 5 6 7. Ê Nghỉ đi. Xin mời. Xin hai, lại chỗ này. Tại sao Âu Dương Thái lại cho người giết Vivian? Không lẽ có liên quan tới thằng Mỹ? Xin hai, ông nói Âu Dương Thái hả? Không có đâu, ổng là người tốt mà. Con gái của tôi cũng học trường của ổng đó. Chấp nhất định lầm lẫn. Có nhiều việc chỉ nhìn bề ngoài thì không có rõ đâu.
Làm ơn trở băng lại. Giữ lại. Tiền lương một tháng của anh bao nhiêu? Hay là quà giúp cho tôi? Bảo đảm lương tháng hơn 100 ngàn. Tôi không có làm gì phi pháp đâu. Tôi cũng không làm đâu. Có thể nghe điện thoại không? Alo. Ông Thái đây hả? Chiếc dĩa đã kiếm được rồi. Chúng tôi đã đánh lạc hướng đám cảnh sát. Mọi việc đều suôn sẻ. Làm khá lắm. Thôi được rồi sếp. Sếp muốn khởi tố tôi chuyện gì? Nếu không là tôi phải đi đó. Nếu như là có, mời trưởng tiệm của anh đích thân đến gặp tôi. Âu Dương Thái, bây giờ chúng tôi chính thức khởi tố ông vì nhiều vụ án mưu sát và buôn xì ke. Ông có quyền giữ trầm lặng, nhưng mà tất cả những gì ông nói sẽ trở thành chứng công khi ra tòa. Anh lại bịa ra chuyện gì đây? Tất cả những tội chứng đều trong cái dĩa này. Cái dĩa mà muốn lấy lại đó. Anh lấy đại một cái dĩa ra là nói tôi có tội hay sao? Tôi nhắm biết là ông nói như vậy mà. Chỉ là bản photo thôi. Nếu như mà lượm được chiếc dĩa này thì xin hãy phát dương quang đại lần tự phòng. Ông khỏi cần phải đọc nữa. Ông phải rõ ràng lắm chứ. Ở trong này đã có đủ tội chứng giữa ông và Lân Tử Phong đã phạm tội suốt bao nhiêu năm nay. Thế là không ngờ trai vợ hả? Tôi hỏi ông một lần nữa, ông đã bắt anh Thông đi đâu? Tôi không biết. Ông có thể không biết, nhưng mà lỡ mà anh Thông có chuyện gì, tôi sẽ đổ hết lên mình của ông đó. Tôi muốn đánh điện thoại. Tự nhiên. Alo. Đám cảnh sát đòi khởi tố tôi. Tôi không rảnh về công ty. Bán hết các cổ phiếu cho tôi. Chú Thái, tôi biết xử sao rồi. Chuyện gì anh Ngâu? Ngâu, mình bị đám cảnh sát chơi rồi. Vậy bây giờ làm sao? Lộc. Dạ. Anh tới xưởng tàu Quê Thái chuẩn bị tàu cho chúng tôi. Tôi với chú Thái không bao lâu sẽ tới. Dạ được. Nhớ nha, đừng chờ bất cứ ai biết là tụi mình đang ở đâu. Bà xã cũng không được. Không thành vấn đề. Vậy còn chúng tôi làm sao? Đi theo tôi. Giữ anh lại cũng vô dụng. Bạn già của anh ép tôi làm như vậy thôi. Thank you.
tôi cũng bắn. Chạy mau! Quỳ sinh! Mày ra đi! Ra gặp bạn già của mày nè! Mày nói gì? Ra đi! Tao đã thủ tiêu bạn già của mày! Ra đi! Ra đi! Nếu anh bị chết là không tha cho mày đâu! Nào à, chạy mau! Được theo! Quý à, nhanh một chút đi. Dạ. Quý, nhanh chút đi Hùng à, phải tay cho sát chứ. Tôi cũng muốn vậy, nhưng mà có nhanh nổi mới được chứ. Chú thấy, chú đừng lo, tôi đã nhờ đám anh em chuẩn bị thuyền cho chú rồi. Khoan diễn nó đã. Mày có biết tại sao tao chờ luôn mày mới đi hay không? Tại vì không giết mày tao không cam lòng. Ông muốn làm sao thì làm đi. Tao cũng không muốn đâu, tại mày nhiều chuyện thôi. Đáng lẽ đôi bên đều được vui vẻ có phải tốt không? Tại mày tự chuốc lấy thôi. Thằng mày nó chết, có phải nó biết ông quá nhiều chuyện cho nên ông giết nó không? Biết rồi còn hỏi. Nhưng nghĩ là không có mắc mớ tới Cindy. Cindy chỉ đánh nó bị thương thôi. Tại sao ông trút tội lên cổ? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Súc sinh. Mày nói sao cũng được. Vậy cái chết của thằng Phong? Tao giết. Có phải ông biết thằng Phong giết cô Tình không? Phải. Bây giờ mày đã biết được hết rồi. Chỉ tiếc là mày không thể trả thù được cho họ. Còn nữa, thằng anh của mày cũng là bị tao giết. Mày làm cái gì? Đừng có bắn nha. Còn mắc mớ tới tao đâu. Sinh, đừng. Đừng mà, đừng. Anh bắn nó về, nó còn bị chết mà. Buông tôi ra đi. Bắn chết nó thì không xong đâu. Ê, tránh ra đi, tránh ra. Được rồi, tránh ra. Làm ơn tránh ra. Tránh ra đi, tránh ra. Tránh ra đi. Tránh ra. Tránh ra đi. Chúng tôi tưởng là anh bị gì nữa. Mai nhà anh đưa tôi cáo đỡ đặng. Ha
chủ tịch của tập đoàn Phú Thái, nhà từ thiện gia Âu Dương Thái bị tình nghi buôn xì ke và liên quan tới nhiều vụ mua xét. Nè ông mà, ông qua đi coi đi, không coi là bỏ lỡ đó nha. Ở trên thế gian này còn có chuyện gì mới mẻ chứ? Thì cái tên Âu Dương Thái bị người ta bắt đi rồi kìa. Vậy sao? Hay, đừng có cản, để coi, tránh ra đi. Thì ông coi chừng đó nha, ăn từ từ một chút xíu giùm đi. Hey, được rồi. Bây giờ Âu Dương Thái đang bị bắt về ti để điều tra, xin quý vị hãy theo dõi. Đáng đời mà. Thiệt là đáng đời, cái thứ dân gì gặp quá báo là vừa lắm rồi. Quệt, cũng nhờ tôi nha, ngày nào cũng trù éo nó, bây giờ ông trời giết nó đó. Thấy chưa? Ông kia, kìa thằng Thông kìa, còn có quê xanh nữa đó. Làm gì có? Đã qua rồi. Qua rồi hả? Họ có bị thương hay không vậy? Tụi nhìn đâu có rõ đâu. Này, nếu như mà tụi nó ở hiện trường thì nhất định lập công lớn. Thằng Thông nhất định sẽ được ban giải người công dân tốt đó. Em thì có muốn bà bị tù? Anh biết em bây giờ khó xử lắm, nhưng mà anh không cần nói thêm. Em hiểu. Em sẽ ra tòa với chứng ba. Bị tình nghi buôn bán xì ke, rửa sạch tiền dơ, và còn rất nhiều vụ mưu sát cấp 1 rất nghiêm trọng. Đoàn bồi thẩm nhất trí tài định bị cáo tội danh thành lập. Bổn tịch thấy rằng bị cáo là một người tội ác tay trời, quyết không thể nào phán nhẹ. Hơn nữa, thái độ quyết không hối cải của bị cáo khiến cho tất cả bồi thẩm viên đều thấy bị cáo là một tên bại loại, mất hết tánh người trong xã hội này. Bổn tịch tuyên phán bị cáo Âu Dương Thái tử hình.
Con. Mà. Con, mọi việc sáng sủa rồi. Má đã mua lá bưởi cho con tắm rồi, về nhà đi nha. Ờ, đi, đi. Anh Thông đâu? Sao chỉ có ba má vậy? Ê, về nhà mới nói đi. À, dạ. Đi, rồi, đi, đi. Tắm rửa xong mới nói nha. Đi đi con, đi đi. À, cho xe chạy đi, làm ơn. Ờ, chạy đi. Nè khoan đỡ, anh Thông kìa. Ờ, phải ha. Ờ, cái thằng này lần nào cũng trễ vậy. Đúng rồi. Anh Kim. Là bông này. Anh tính đi mua bông, nhưng mà đã bán hết rồi. Bà chủ tốt bụng nhường lại cho anh thôi. Em cứ tưởng đâu là anh không tới. Anh đã nói là nhất định tới mà. Vậy hai đứa lên xe mau đi. Anh nói ra ok mà. Có đọc báo chưa? 28 tuổi dành của Âu Dương Thái đều được thành lập rồi. Bị ở tù 128 năm. Ê, ê, có ai, ê, có ai mà không biết. Báo chí có đăng rồi nè. Hèn chi báo bán đắt gì vậy? Thì hắn hả? Đầu thai 20 lần cũng lại làm tội. Thiệt đáng đời mà. Đúng rồi. Uầy, nói thiệt nha, sếp hai có một người cha vợ như vậy, có ảnh hưởng tới ảnh hay không hả? Cũng khó nói. Ê, sếp hai lắm. À, sếp hai. Dĩ nhiên là không. À, sếp hai. Sao đây, khỏi làm việc hả? Đọc báo uống trà. Làm gì đây chứ hả? Sếp hai à, thật ra anh em bận tâm tới sếp thôi. Phải sếp hai à, sếp Dương có gì chuyện bà vợ của anh mà quấy rầy tanh không vậy? Chuyện của cha vợ thì không có, chuyện của các anh thì có. Chúng tôi. Ông nói nếu mà anh chị còn như vậy sẽ đổi đi xa đầu khác. Wow, có gì không đây sếp? Chuyện này đã qua rồi, đừng có nhắc tới nữa nha. Ờ, vậy ở quay đây nè, ôi, sếp Dương. Ờ, xin lỗi nha, tôi còn chút chuyện nó mới xong, xin lỗi. Xin lỗi nha. Chuyện vừa rồi đã rõ ràng chưa? Dạ rõ rồi sếp. Làm việc. Yes sir. Sếp Dương, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Dạ được, mời sếp. Anh Xui à, kỹ thuật nấu ăn của anh cũng khá quá hả? Ăn hàng ngày mà không thấy chán đó. Thiệt sao? Phải. Bà, đừng nói bừa bãi mà. Nói bừa bãi gì chứ? Nói một hồi là phải mà, có phải không anh Xui? Đúng rồi. Daddy à, ông nội thì là vô phép, cứ kêu bác Quân là anh Xui vậy. Sao cứ trù ẻo người ta xui xẻo vậy? Bà cũng không biết tại sao. Michael, qua đây chú giải thích cho cháu nghe. Quay, quay xanh à, giỡn trò gì đây? Giáo dục đời sau mà. Đừng có dạy hư người ta nha. Ừ, em hiểu rồi. Đúng là gì đây, làm gì đây nhỉ? Tình này xí xọn quá. Quá dở trò gì đây? Vô chỗ ăn cơm đi. Nè, ngồi vô đi. Đi. Ngồi vô. Lẹ lên. Nè Wilson à, anh lại nói gì với Michael đây? Michael, chú nói gì với cháu lặp lại. Được. Anh Xui à, chén cơm của anh nè. Cảm ơn. Quên, đừng có ăn no quá, lát nữa còn ăn chè đó. Hey, yên tâm đi, tôi còn chiều bụng đi ăn chè mà. Anh chị chưa hiểu đó, bao nhiêu năm nay lần đầu tiên ông ăn hai chén, mỗi khi tôi năn nỉ cách mấy cũng đâu có chịu ăn. Hey, tại bà chưa biết thôi, người ta nấu ăn ngon quá mà, cho nên không thể nhịn được. Hey, vậy thì ngày nào cũng lên ăn nha. Phải đó, tới ăn mỗi ngày để giúp giùm cho tôi đi, nếu không hả tôi sẽ biến thành bà mập đó. Tôi nói thiệt đó. Thì tôi cũng nói thiệt mà. Ông đừng có hồng đó nha. Bữa nay tôi thấy vui vẻ cho nên mới cho ông ăn cái kiểu này. Chứ ông phải cứ ăn nhiều lắm chứ không có được như vậy đó, biết chưa hả? Anh Xui à, tôi thiệt thảm thương lắm. Cứ nhầm bà quản gia, tối ngày cứ quản thúc tôi. Ông nói gì? Nói lại lần nữa đi. Không gì, không gì. Ba vậy là sai đó. Mai là có Di Linh chăm sóc cho bà. Nếu mà không hả, con không yên lòng về Mỹ đâu. Ông đã nghe chưa, từ nay cấm ăn mấy cái đồ mỡ quá, có biết không? Ê, được rồi. Ê, không cần ngại đâu, tôi nấu đồ ăn chay giỏi lắm. Mỗi ngày mà đều ăn chay đó hả, thì sẽ giảm bớt cholesterol. Ờ, hay quá ha. Phải mà, hay lắm, hay lắm. Dĩ nhiên bà thì bớt rồi, làm việc nhiều mà. Đừng có thọt bể bánh đó, nghe chưa? Nồi chè đi, có chuyện nó trào ra. Ê, được, được, được. Thông à, nói thiệt nha, cái đứa con gái này của tôi nó cũng có hiểu biết nhiều đâu. Kể từ hôm nay tôi giao nó cho anh đó, chăm sóc nó cho tốt nha, có hứa không? Mà con chỉ qua bên đó để giúp cho thôi. Phải, làm trợ thủ thôi mà. Quay quay, cái nồi chè sắp được rồi, ăn cơm đi. Ê, ăn cơm đi,
Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Có thể bớt nói chuyện rồi. Ăn đi. Bà, đưa con giúp bà nha. Ê, bà xỏ được mà. Đưa đi. Khuya vậy còn không ngủ, có phải là muốn coi chừng ba có phải lén uống rượu hay không hả? Con không giúp bà, cả đêm cũng sao không vô sợi chị vô kim. Khuya mà còn may áo cho ai vậy? Hê, hey, nếu như các người khác á, thì ba bỏ mặc. Bây giờ con Thanh đã hết chuyện rồi. Để ba may cho nó, để chúc mừng nó đó mà. Cho dù may áo, cũng đâu có cần thức suốt sáng đêm như vậy chứ ba. Huống chi sức khỏe của ba lại không khá. Ê, hey, huống chi sức khỏe của ba lại không khá. Phải nghỉ ngơi cho nhiều đó mà. Yên tâm đi, ba biết sức khỏe của ba mà. Nếu như ba không xong đó hả, thì ba sẽ đi ngủ ngay. À, bỏ mặt ba, để con nhận này lại cho ba đó. Cặp mắt lại không tốt. Quay, nè nè. Mình chưa có trò chuyện xong mà, con lại dặn đèn sáng quắc lên hết, thì làm mất tình điệu ghê lắm. Nè, qua đây ngồi xuống nha. Đi, đi, đi. Thì muốn có tình điệu gì? Ê, ngồi đi. Con trở về bấy lâu vẫn chưa hề ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng mà. Nè, có chuyện này ba hỏi con nha. Cái phía bên mà viện nghiên cứu đó, sao rồi? Ở bên viện nghiên cứu nó là chưa lại chỗ cho con. Vậy chừng nào đi? Khoảng 2 tuần nữa là đi. Phải, làm người phải ngó lên cao. Bà, con muốn là bà với dì Linh theo con một bệnh. Con điên rồi sao? Bà má mấy chục tuổi rồi, bay qua bay lại, bộ tưởng vui lắm sao hả? Thôi đừng có giữ phần ba. Bà nghĩ coi, dù sao là người một nhà mà, ở chung có phải vui vẻ không? Huống chi bên Mỹ con lại có chỗ ở. Ê thôi được rồi, được rồi. Thiệt không ngờ lại làm phiền con trở lại. Thôi không bàn, không bàn nữa. Đi ngủ đi, ngủ đi. Để bà suy nghĩ lại. Bà suy nghĩ đi nha. Được rồi, được rồi. Ngủ ngon. Bà muốn làm công dân cấp 3 hay sao? Bà, nói đi, nói đi. Có chuyện này con muốn nói với ba từ lâu rồi. Chuyện gì? Ba biết không, thật ra lúc xưa con ghét ba lắm. Bây giờ không phải là được rồi. Cho nên con muốn nói xin lỗi với ba. Cái gì? Xin lỗi ba. Xin lỗi hả? Đêm khuya mà tới nói chuyện chơi với ba đó hả? Thiệt tình. Con nghĩ lại rồi, làm người thì không nên chấp nhất quá. Ê nè, con nói như vậy á là đúng đó. Ba chờ con nói câu này đã lâu rồi. Làm người á thì không có nên chấp nhất quá. Một con người chết đi chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng mà trước khi về trời đó hả, thì nhất định là phải sống cho vui vẻ, sống cho mạnh khỏe, như vậy mới đúng. Cho nên con cứ tranh thủ để ba cùng con qua Mỹ đó, có biết không? Ê, bây giờ tâm nguyện của ba là mong làm sao cho con và con Thanh hai đứa được kết tóc xe duyên. Nè, cũng như ba với lại dì Linh, tuy đôi lúc á có gây gỗ nhau, rảnh rỗi gây gỗ nhau, nhưng tốt mà, luyện hơi, sức khỏe dồi dào. Chuyện giữa con và con Thanh á đã gác lại lâu rồi, bây giờ cũng đã tới lúc thì phải nên kết liễu rồi hả? Phải, con biết sửa sao mà, con đã lớn rồi. Hey, con biết con đã lớn thì được rồi, đã làm cha người ta rồi, dĩ nhiên không còn nhỏ nữa hả? Thank you.
đây làm ơn. Dạ. Đi đi. Ông à. Đi đi. Ông. Bác sĩ sao rồi? Tôi đã cấp cứu cho ông rồi, ông đã không có gì đáng ngại. Nhưng mà vì não bộ thiếu oxy với lại thần kinh tủy sống bị tổn thương, rất có thể mai này sẽ bị liệt toàn thân. Ba, con là Cindy đây. Ba có nghe được không? Ba, thật ra con biết mà. Ba cứ lo là con với má sẽ bị nghèo, cho nên ba mới làm ra bao nhiêu việc thôi. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn, ba biết không, điều mà con mong nhất là không phải ba đưa tiền cho con, mà là ba có thể cùng con và má ở chung với nhau được vui vẻ. Bị nghèo cũng không sao đâu, tại vì tiền vốn không thể sánh bằng ba. Nhưng mà nếu như có thể chọn, con không cần tiền, không lấy gì hết, con chỉ muốn có ba thôi. Ba ơi, ba không thể chết đâu. Ba đừng bỏ con lại một mình. Con xin ba hãy tỉnh lại đi ba. Cho dù ba đã làm lỗi gì, con cũng vẫn thương ba mà. Ba, ba tỉnh lại rồi hả? Cindy, ba tưởng là con sẽ không tới thăm bà. Con có chịu thử lỗi cho bà hay không? Ba, con không hề trách ba đâu ba. Vừa rồi ba có đi gặp má của con. Xin đi à. Xin lỗi con. Ba, tôi mong là mỗi một câu chuyện chỉ phân rạch trắng dưới đen mà không có khu vực màu xám. Như vậy thì chúng ta sẽ sống được thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Tôi biết bên cạnh của Cindy chỉ còn lại một mình tôi. Từ nay tôi sẽ nhất định đối xử tốt với cô. Ngồi cả đêm rồi có bị tê chân không? Dạ không. Tội nghiệp anh đã ngồi dậy suốt đêm với em. Đâu có sao, có một người vợ đẹp như vậy. Cái miệng ba qua. Em thấy mình đã già đi nhiều hơn thì đúng hơn. Đã đám cưới rồi, dĩ nhiên là già chứ. Em thích anh tốt với em nhiều chút, như là bây giờ vậy. Được, anh sẽ xử tốt với em. Ừ. Em còn thích anh lịch sự hơn. Vậy thì từ nay anh sẽ lịch sự hơn. Ừ. Em còn thích đủ rồi, anh. Đủ phiên anh. Từ nay em sẽ được vui vẻ một chút. Có chịu không vậy? Cười đi. Ok. Bây giờ tôi lại đi máy bay về bên Mỹ. Tôi lại có thể cùng các bạn học nhỏ đi đánh cầu rồi. Nhưng mà tôi sẽ rất nhớ những người ở đây. Có bác Quân, thím Quân, chú Quê Xanh nè, dì Cindy nè. Còn nữa, trong lớp của tôi có ba nữ sinh, biết tôi phải bỏ đi đã khóc lên đó. Tôi thì là không hiểu, chị Thanh nói là tôi còn nhỏ, mai mốt tôi lớn lên thì tôi từ từ sẽ hiểu. À, bây giờ hãy quay hình của ông nội đẹp trai và bà nội đẹp gái đã. Ha, cái thằng cháu ngoan này á, thì là khéo dỗ ngọn người ta đó nha. Biết đâu ngửi trong mái sẽ được đẹp hơn. Quê, bà không khéo ăn nói, đừng nói bừa bãi mà. Thì ông cũng lần đầu tiên đi máy bay thôi. Hai vị ông nội và bà nội này thường hay gây gổ với nhau lắm.
Xém chút nữa tôi đã quên giới thiệu. Đây là bà má mới của tôi. Toàn là nhờ tôi biểu ba tôi năn nỉ má về thôi. Vậy là phải cảm ơn con. Michael à, lấy cái máy chụp hình ra chụp chung đi. Tốt đó, mình đi qua phía toilet chụp nha. Chụp xong rồi á, đưa cho đám bạn già coi, để coi tôi có quay phong hay không. Tại sao phải đi toilet chứ? Hey, tại bà chưa biết thôi. Cả đám người đó cả đời chưa có hề vô toilet ở trên máy bay. Có phải không? Đi. Để cho đưa bác đi. Hey, không cần, bác đi xong là về ngay. Yên tâm đi, không sao đâu, đi. Vui ông nội đi con. Dạ, à, được rồi. Mai này làm phiền em phải chăm sóc cho bà má đó, có biết không? Em vui lòng làm như vậy mà. Anh cứ để mặc em, anh làm việc của anh đi. Đi máy bay 7 lầu, anh chỉ hề ngắm phong cảnh bên ngoài. Từ nay anh sẽ không bỏ lỡ nữa. Đẹp quá hả anh? Mấy đám mây giống như là đám cừu non. Lần trước tới Hồng Kông, ba về với em Tình, với lại Michael. Chuyến đi lần này, người kế bên cạnh tôi biến thành cô Thanh. Mong là lần sau, khi mà trở về Hồng Kông, hay là đi đâu nữa, người ở cạnh tôi sẽ mãi mãi không đổi thay. Vì thông siêu hồn yên sát bát sẽ ngừng gọi vì hoàn trọng. Hồ sĩ hỏi chỉ hoặc mê hỏi hảo suyết ngồi nhìn nặng như nấy cũng đâu hãy đó trông kê trời nhận Tình sâu